Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Yamashita. Đây sẽ là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam. Chúng ta không nằm mơ đâu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết World Cup. Hãy ghi nhớ khoảnh khắc này, ngày 6 Tết Nhâm Dần 2022, chúng ta được tự hào bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức có mặt tại vòng chung kết World Cup. Chúng ta sẽ có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những cô gái vàng của chúng ta là những siêu nhân của đời thực. Họ không cần đến chiếc áo choàng, không cần đến những sức mạnh siêu nhiên. Họ mang trên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia. Họ sẽ giúp quốc ca của Việt Nam được vang lên tại Úc và New Zealand 2023. Lá quốc kỳ của Việt Nam sẽ tung bay trong một vòng chung kết bóng đá nữ, một ngày hội lớn nhất của bóng đá nữ hành tinh. Việc lên bóng tốc độ đến từ các cầu thủ Việt Nam. Như vậy là Thanh Nhã đã phải rời sân. Đúng là những gì mà chúng ta đã dự đoán. Có quá nhiều những rối ren khó khăn. Đây là sân bãi của đội tuyển Việt Nam. Không thể qua người. Rất thoáng. Không được. Vẫn là các cầu thủ đội Việt Nam. Cơ hội. Hình như là xử lý không tốt của mình. Hình như Huy Trang. Huy Trang nhận cho Bích Thùy. Bích Thùy giữ bóng. Bích Thùy. Bích Thùy đã ngã nhưng không có pha phạm lỗi. Nỗ lực đi bóng. Huy Trang. Sau khi vào sân, Bích Thùy cũng đã chơi một phần ổn định hơn so với Thanh Nhã trước đó. Bích Thùy nỗ lực cứu soi và mang về phần góc cho đội Việt Nam. Nguy hiểm. Sau đó thì Thu Thương là người đã tự sửa sai sau tình huống xử lý thiếu an toàn. Tiếp tục là Hải Yến đến cơ hội phản công dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bị hơi mạnh. Rồi vẫn còn. Dứt điểm, đó là bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam. Rất bất ngờ, thực sự bất ngờ, và chúng ta đã tạo nên một cú sốc ngay ở những phút đầu tiên. Lại là Tuyết Dung, sai lầm của các cô gái Trung Quốc, và Tuyết Dung đã tận dụng được điều đó để mang về bàn thắng vượt lên cho các cô gái nữ Việt Nam. Cú đá bằng chân không thuận nhưng nó vừa đủ hiểm hóc để Tuyết Dung có bàn thắng thứ hai tại giải đấu năm nay. Quá khó để Trần Thành của Du có thể cản phá được cú dứt điểm này. Bàn thắng tuyệt vời. Và chúng ta đang là những người vượt lên dù cho Trung Quốc là đội bóng được đánh giá cao hơn. Và sẵn sàng lấy bóng ra biên. Tuyệt vời. Đó là pha cản phá của Thủy đã dứt điểm quá căng.
Nam. Thủ than phóng vàng sẽ tiếp tục đóng vai trò như một chiếc máy quét để bảo vệ cho hàng phòng ngự. Bất thủ người đã ghi bàn thắng quý như vạn người cho chúng ta. Tôi nhận lại những gì cho Thanh Nhã. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.